Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda CR-V ạ. Đây là chiếc xe Honda CR-V ở cái phiên bản 2.0 và nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Ở cái phiên bản nhập khẩu này thì Honda cũng đã trang bị cho chiếc CR-V này là phiên bản full option quý bạn nhé. Full option tức là có đầy đủ từ cửa nóc này, điều hòa tự động hai vùng độc lập này, nội thất ghế da cao cấp nguyên bản theo xe quý bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 360 triệu đồng quý vị và các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V 2009 nhập khẩu đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất, về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe 2009 này quý bạn nhé. Ở một chiếc xe ở cái phiên bản nhập khẩu thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Nhập khẩu nguyên chiếc thì tất cả các đồ của nó rất là đẹp, rất là mới quý bạn nhé. Và rất là tiêu chuẩn, nó chất lượng nó sẽ cao hơn là những chiếc xe ở cái phiên bản lắp ráp trong nước quý vị các bạn ạ. Đấy, và rất là đẹp đây. Chiếc xe này không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, không có bị xước sát gì nhiều. Từ 2009 là hơn chục năm sử dụng rồi nhưng chiếc xe còn rất là đẹp, rất là mới, rất là bóng bẩy đây quý bạn nhé. Nhìn về cái phần sườn bên lái này. Đấy, nếu nước sơn còn rất đẹp, nền thì rất là căng quý bạn nhé. Đấy, quý bạn xem này. Đây là cái nền của bên phụ quý bạn nhé. Đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì xe cũng đã được trang bị là full option rồi quý bạn nhé. Full option từ cửa nóc này đến nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe này. Đấy. Và nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xiên ông này. Đấy, đèn pha bi xiên ông các bạn nhé. Và dưới thì có đèn gầm này, đèn gầm, và chủ xe đã lắp thêm cái đèn led ban ngày đây này. Bên dưới này có led ban ngày nhé, khi nổ máy là đèn sáng thôi ạ. Đấy, đèn led ban ngày, đèn bi, đèn gầm cũng là đèn bi các bạn nhé. Đèn pha bi nguyên bản của xe thì đã được trang bị sẵn rồi. Và quý bạn xem đây ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái cụm đèn rất là mới này, rất là sáng, chưa có bị xước sát gì cả quý bạn nhé.
cái mặt ca lăng mê lưới tản nhiệt cũng còn đều rất là đẹp. Và ở cái phiên bản nhập khẩu này thì cái mặt ca lăng nó khác một chút các bạn ạ. Đấy, riêng ở những cái xe trong nước thì cái mặt ca lăng này nó không khác ạ. Mặt ca lăng nó khác, nó không giống như mặt ca lăng này ạ. Tại vì là nhập khẩu thì mỗi một chiếc xe nó một khác nhau các bạn nhá. Nhập khẩu về Việt Nam là mỗi một xe, mỗi một lô nó là khác nhau chứ nó không giống nhau đâu ạ. Cái mặt ca lăng này nó hơi khác biệt so với những chiếc xe khác ạ. Và phía bên trên thì là đã có cửa nóc này. Đấy, cửa sổ nóc này. Và gương chiếu hậu là gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhá. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Và thưa với quý vị và các bạn, bác chủ xe này là thay lốp, cũng là thay lốp Michelin xịn các bạn nhá. Dàn lốp còn rất đẹp luôn ạ. Đấy, để xem nào, bác chủ xe này thay từ năm 2017 này. 2017 mà còn dày như này thì quý bạn biết được là xe chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy. 2017 đến bây giờ tính ra là 5-6 năm rồi. Đấy, cả một cái dàn lốp này thay từ 2017 này. Nguyên dàn lốp từ 2017 mà còn dày còn mới như này. Thì quý vị bạn biết được luôn là bác chủ xe này chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy. Michelin xịn luôn đấy ạ. Nhìn về cái phần sau thì quý bạn thấy đấy ạ. Cụm đèn sậu này cũng rất là đẹp này. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, chưa có bị xước sát gì cả quý vị bạn nhá. Đấy, cụm đèn hậu này đều rất mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là cảm biến lùi rồi này. Đầu màn hình Android, camera lùi này. Đầu màn hình Android này là lắp thêm thôi chứ nguyên bản là không có màn Android đâu, từ 2009 cơ quý bạn ạ. Đấy, nhìn cái đằng sau này cũng rất là đẹp, cái form nhập khẩu này đều rất đẹp quý bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Dàn lốp thì còn dày như này đấy các bạn ạ. Cả một dàn lốp này là bác chủ xe thay từ năm 2017 đấy ạ. Còn rất dày. Đấy, rất dày. Cái phần sườn bên phụ này quý bạn xem này, cái phần sườn này cũng chưa có bị xước sát gì đâu, chưa có bị đâm đụng. Xước sát mà sơn thì là có rồi các bạn nhé, sơn rồi. Nhưng mà bị đâm đụng hay va chạm là chưa có đâu ạ. Đấy, lốp 2017 mà còn mới như này thì quý vị các bạn thấy được luôn là bác chủ xe này chạy rất là ít các bạn nhá. 5-6 năm rồi mà cái dàn lốp này còn rất dày, rất là đẹp như vậy thì điều này chứng tỏ là bác chủ xe này chạy rất ít này. Tôi sẽ quay cái đằng sau này, nhìn cái gầm nó thoáng hơn, tôi sẽ quay cho quý vị bạn xem ở cái phần gầm nhá. Gầm cũng rất mới luôn đấy ạ. Đây là cái phần gầm các bạn này. Rất mới, rất đẹp luôn nhá. Chiếc xe này quá chất đấy ạ. Tất nhiên là chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi, nhưng mà nó phải đẹp thì nó mới dọn đi, nó mới nhìn, nó mới mới như này đấy ạ. Đấy, đây là cái phần gầm này. Quý vị và các bạn thấy không, phần gầm cũng đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe 2009 mà mới lăn bánh có hơn 8 vạn thôi, phải nói là quá chất ạ. Về cái phần ngoại thất và nội thất. Và cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Mở cái cánh cửa phía trước bên lái này ra cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ về cái phần keo chỉ của cái cánh cửa này còn nguyên bản các bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản đấy ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu. Táp bi cánh cửa này rất là mới luôn. Táp bi đến ốc bản lề cánh cửa còn mới hết luôn các bạn nhé. Nội thất màu kem. Nội thất này là nội thất da cao cấp nguyên bản, chưa có bị vá víu gì đâu các bạn nhé, còn nguyên bản hết này. Đấy, cửa sổ nóc này. Đấy, rất là đẹp này. Quý bạn xem này, vô lăng cần số này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Vô lăng cần số này đều rất đẹp. Đấy, chân phanh, chân ga các bạn xem này, những cái cao su này còn rất dày. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái này cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ còn nguyên này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Táp bi cánh cửa này. Rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Nội thất bên trong. Đằng sau này thì ít người ngồi hơn cho nên là da còn mới nguyên này. Chiếc xe này cũng đã được trải sàn da rồi các bạn nhé. Trải sàn da rồi này. Những cái trần màu kem này. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Đây là cái phần cửa sổ nóc này.
chiếc xe cũng đã được trang bị sẵn cửa sổ nóc rồi này, trần nỉ trần màu kem đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nỉ trần đều rất đẹp này, tất cả còn rất đẹp luôn quý vị bạn ạ. Một chiếc xe 2009 mà đẹp mà mới như này là hiếm có đấy ạ. Bây giờ thì tôi sẽ bật cái chìa khóa điện này lên quý bạn nhé. Tôi lấy chìa khóa đây, tôi nổ máy lên cho quý bạn xem. Đấy, nổ máy luôn này. Đấy, đồng hồ công tơ mét này hơn 8 vạn này, hơn 8 vạn km quý bạn ạ. Đấy, đồng hồ thì quý bạn xem, đồng hồ thì phải xem vô lăng này, còn đẹp như này này, chưa khâu nhá, chưa mà làm lại vô lăng đâu. Vô lăng nguyên bản này, vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cần số này, đấy, đều rất là đẹp. Màn hình Android, chủ xe đã lắp thêm màn hình Android này, camera hành trình này, đấy, cảm biến lùi đây, đây cái cảm biến lùi này nguyên bản của xe này, đây là có thể tắt bật tắt cảm biến lùi này. Toàn bộ từ cái phần táp bi cánh cửa này cho đến táp lô này đều rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2009 tính ra là đã sử dụng được 13-14 năm rồi mà còn mới còn đẹp như này đấy quý bạn nhé. Ngồi đằng sau thì rất là thoáng, ở cái phiên bản này là phiên bản 5 chỗ này, cái đằng sau này bước chân qua được đấy, rất là rộng quý bạn ạ. Và bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt cái máy đi, tôi ra ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem này. Cốp sau này, cốp sau thì quý bạn xem đây nhá, tất cả là còn nguyên bản hết này, keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết các bạn nhá. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu quý bạn nhá. Đấy, và toàn bộ cái khoang cốp sau rất là rộng quý bạn ạ, và không có bị xước sát gì cả này. Bác chủ cũng giữ gìn cẩn thận và cũng ít để đồ, cho nên là đằng sau này cũng còn rất là mới luôn quý bạn nhé. Đằng sau rất mới đấy ạ. Đấy, đằng sau rất mới này. Và cái giá để đồ này còn nguyên này. Đấy, cái giá để đồ này rất là tiện quý bạn nhé. Chúng ta để nhiều đồ chúng ta có thể gấp lại như này. Lớp sơ cua còn nguyên chưa hạ đây này quý bạn này. Lớp sơ cua còn mới tinh. Đấy, phía bên dưới này mới tinh chưa dùng đến này. Đấy, lốp sơ cua mới nguyên chưa hạ luôn quý bạn nhé. Phải nói là rất là mới quý vị các bạn ạ. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Toàn bộ chiếc xe này đều rất là mới nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Từ keo chỉ cánh cửa này, keo chỉ này, keo chỉ ở trong này, đây là cái này là dán chống ồn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn này. Ốc bản lề cánh cửa này còn hết luôn, còn nguyên luôn, chưa có bị tháo đâu ạ. Đấy, táp bi cánh cửa này rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toàn bộ nội thất ở phía sau này quý bạn xem đấy, toàn bộ ghế da này, ghế da này, ghế da xịn theo xe, ghế da cao cấp theo xe đấy ạ. Đấy, ghế này rất đẹp luôn quý bạn ạ. Cửa nóc trần, toàn bộ nội thất màu kem mà giữ gìn nó sạch đẹp mà mới như này là cũng là rất, chủ xe rất là cẩn thận đấy quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem này. Keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa phía trước này, táp bi cánh cửa này đều rất là mới quý vị bạn ạ. 2009 mà đẹp cứ như 19 đi ạ. Bậc cửa này, nội thất ghế da này, đây là cái áo tôi để đây này, không có phải che cái gì đâu nhé, tôi để áo ở đấy thôi đấy. Rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Về cái phần nội ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý bạn nhé.
Đấy, về phần động cơ thì tôi sẽ cho quý vị các bạn xem đây ạ. Toàn bộ về cái động cơ này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Động cơ này đều rất là mới luôn quý bạn ạ. Honda cũng đã trang bị cho chiếc CR-V nhập khẩu nguyên chiếc này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít quý bạn ạ. Đấy, và cái động cơ này còn nguyên bản hết luôn này. Rất là đẹp quý bạn nhé. Động cơ nguyên bản này, toàn bộ từ những cái ốc chân máy này, ốc mặt máy này còn nguyên bản hết quý bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái động cơ của Honda thì quý bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Động cơ Honda với lại Toyota, những cái dòng xe nói chung của Nhật đều rất là bền quý bạn ạ. Và điều đặc biệt là không bị có đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Đấy, từ 2009 đến bây giờ mà cái máy nó còn sáng, còn đẹp như này đây quý bạn này. Và còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu. Chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm một số cái bóng đèn cho nó sáng rồi các bạn nhé. Đây, ông bóng đèn này là sáng thêm thôi ạ. Xe đã được trang bị sẵn đèn pha bi xenon, nhưng mà đây là cái bóng mà siêu sáng mà bây giờ chủ xe lắp thêm đấy ạ. Tất cả từ cabo còn nguyên bản hết các bạn này. Những cái tem này còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Tem còn nguyên nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Keo chỉ này, tem còn nguyên hết này. Tất cả các tem ở trên cái cabo này là còn nguyên hết luôn này các bạn nhé. Không có bị va chạm gì cả cho nên là tem nó còn nguyên này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đây là cụm phanh ABS đấy ạ, cụm ABS này. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Honda CR-V 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, tất cả còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 360 triệu đồng. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.